Lại Văn Sâm qua đời ở tuổi 64. Sự thật chấn động là một trong những MC kỳ cựu của Việt Nam, gắn liền tên tuổi với khá nhiều chương trình, danh tiếng, nhưng những thông tin xoay quanh cuộc sống của Lại Văn Sâm vẫn khiến dư luận tò mò, bởi anh khá kín tiếng. Dù luôn cho rằng mình không phải là người của showbiz, mà chỉ đơn giản là một nhà báo, MC, những thị phi, tin đồn vẫn vây lấy Lại Văn Sâm trong mấy mươi năm làm nghề. Lại Văn Sâm vướng khá nhiều tin đồn, mà theo anh kể, họ bảo anh cái gì cũng nhiều vợ, nhiều nhà, nhiều xe. Nhưng điều khiến anh cảm thấy bức bối nhất chính là tin đồn anh qua đời. Tính đến nay đã có 3 lần anh bị đồn như thế. Nhưng sự việc vào năm 2004 vẫn là ký ức không thể nào quên với anh. Trong một chương trình mới đây, MC Lại Văn Sâm vẫn còn nhớ như in sự việc này. Năm 2004, tôi làm chương trình Hoa hậu Việt Nam ở Tuần Châu. Khi về, có lời đồn tôi chết. Lời đồn này thực sự kinh khủng, chưa bao giờ khán giả lại tin đến như thế. MC Lại Văn Sâm cũng nhớ, lại buổi chiều anh ngồi ở phòng ông Trần Đăng Tuấn, nguyên phó giám đốc đài truyền hình Việt Nam ở lầu 1. Khi xong việc, Lại Văn Sâm trở về ở lầu 5. 5:45, ông Tuấn gọi cho Lại Văn Sâm và bảo có người gọi để xác nhận tin nam MC qua đời. Thời điểm này, để giải quyết tin đồn, ông Vũ Văn Hiến, nguyên giám đốc đài truyền hình Việt Nam, yêu cầu Lại Văn Sâm phải tham gia các chương trình trực tuyến. Nói về câu chuyện này, Lại Văn Sâm cho rằng hiện tại môi trường Internet phát triển nên tin đồn lan mạnh là chuyện tất yếu, nhưng thời điểm năm 2004 hoàn toàn không như thế. Dẫu vậy, người ta vẫn tin đến trái cổ rằng Lại Văn Sâm qua đời. Năm đó tôi chán trường kinh khủng, tôi không phải là người showbiz, nhưng có nhiều mối quan hệ với người theo showbiz vì làm mảng văn hóa văn nghệ. Tuy nhiên những chuyện không đâu lại kéo tôi vào thị phi, khiến tôi rất bực mình. Đó cũng là năm tôi khủng hoảng tinh thần nhất. Tôi không biết người đưa tin có mục đích gì, nam MC nói. Năm 2015, anh tiếp tục vướng tin đồn qua đời. Một khán giả tại thị xí khi gặp anh đã phải nhào lại ôm, sờ để tin rằng Lại Văn Sâm vẫn sống. Trước những tin đồn thất thiệt đó, Lại Văn Sâm cho biết anh luôn tâm niệm và thích một câu nói của người phương Tây rằng chó cứ sủa, đoàn người cứ đi. MC Lại Văn Sâm tiếp tục bị tung tin đồn, đã qua đời vì đột tử sau khi cái tên anh bị lợi dụng để câu view cũng bằng tin tức. Anh đã chết và nhiễm HIV vào năm 2013. Kẻ ác tâm còn ghi thời gian, địa điểm lấy viếng của MC, ai là tiểu phú kèm bức chi ảnh trên bàn thờ. Tuy nhiên, khi click vào tin tức đó, lại hiện ra một nội dung hoàn toàn khác. Việc núp bóng các trang mạng uy tín hoặc giả mạo tài khoản cá nhân của những sao Việt nổi tiếng, cắt ghép hình ảnh tinh vi, kèm những thông tin giật gân như thật về lý do, thời gian, địa điểm là cách mà các tin tặc chọn để tăng tính xác thực cho những tin đồn, làm chao đảo cư dân mạng. Những theo dệt độc địa, những ác tâm của kẻ tung tin khiến cho không chỉ không chủ mà cả cư dân mạng điều đứng. Khổ tù thì khổ tâm đính chính. Cái máy điện thoại hoặc bất ngờ bị chia buồn trên Facebook, cư dân mạng thì cả tin một cách vội vã, không cập nhật nguồn tin chính thống và khóc thảm thiết trên vây chia buồn với thần tượng. Liệu đó có đơn thuần là một trò đùa của mạng xã hội? Không hẳn thế, vì ẩn chứa sau những đường link đen được cho là thông tin sốc kia có thể chứa đựng mã độc, hoặc đơn giản mỗi click sẽ mang lại cho chung nhân những lợi nhuận khổng lồ. Còn cư dân mạng đôi khi cả tin một cách vội vã, không tìm đến những nguồn tin chính thống, để phải buồn hụt, đau hụt, khóc hụt với tin đồn chết người của những